Để mua hàng ở shop của chị Thơ thì rất đơn giản, có hai cách. Cách 1 là các em hãy vào Facebook tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Family Shop và bấm vào trang có hơn 300.000 người theo dõi này này. Ở đây thì có những cái bài đăng cập nhật các mặt hàng rất là chi tiết, chỉ cần nhắn tin cho shop thì các chị nhân viên sẽ hỗ trợ các em đặt hàng một cách dễ dàng. Còn bạn nào mà muốn nhanh chóng hơn thì có cách 2 đây. Chỉ cần vào Shopee tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Shop là dễ dàng tìm thấy rồi. Sau đấy thì chỉ cần bấm vào shop và xem các sản phẩm, ứng cái nào thì chọn mua cái đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Giá ở đây thì cũng hiển thị công khai nhé, nên là nếu mà được nhiều bạn ủng hộ thì chị Thơ sẽ nhập về đa dạng hơn các mặt hàng để bán phục vụ các em. Nên là các em hãy ủng hộ chị Thơ đi, mỗi người một tay thôi để giúp giải cứu chị Thơ nhá. Chị Thơ mời mình tất cả các em, hôm nay hàng của Thơ Nguyễn Family Shop tiếp tục về đợt 2, nên là chị lại có video khui hàng cho các em xem. Thực ra thì chị cũng không biết bên trong đây có những cái gì đâu. Chị đặt hàng nhưng mà tại vì nó được chia thành nhiều đợt để gửi về, nên là đến bây giờ chị cũng không biết trong cái đợt này có cái gì, để khui ra thì mới biết được. Mới đầu ấy thì anh nghĩ là chị Thơ chỉ tính đặt một ít ít về để bán chơi chơi thôi đúng không? Mà không ngờ nó được nhiều thế. Thế là bây giờ lại phải là buôn bán lớn rồi. Cái này vẫn gọi là bán chơi chơi thôi chứ. Anh cũng biết ở trên TikTok người ta bán một kho quá trời hàng. Wow. Còn mình mà bán như thế này người ta gọi là bán nhỏ bán lẻ đó. À thế à? Nhỏ lẻ nhưng mà vẫn có giá tốt đúng không? Đúng thế. Giá tốt thì em mới mua nha. Em không bán cho anh đâu. Thôi bán đi, bán bằng giá mà em nhập á. Trời ơi, anh Tiểu Túi ơi, tí xin đánh anh Tiểu Túi ơi. What? Gì nữa vậy? Ủa, chưa đủ à hả? Gì nữa vậy anh Tiểu Túi, em suy sụp quá. Mở cái này ra nha. Anh gọi quay video này đi anh Tiểu Túi, em suy sụp quá. Không, cái này bền đấy, anh vừa làm rơi. Bền mà, cái đó bền, cái đó là hàng xịn đấy. Rồi, em suy sụp quá anh Tiểu Túi. Trời ơi, nó lại là cái màu khác nữa. Giải cứu, giải cứu. Không. Đây là màu hồng tím này. Còn đây là màu tím lịm này. Đó. Hình như màu này hôm qua có rồi mà. Đúng rồi. Trong lần trước là mình đã khui cái màu này rồi. Có 4 màu tất cả. Vậy thì không, vẫn có hy vọng, vẫn còn hy vọng. Mình mở thêm cái này đi. Giải cứu chị Thơ Nguyễn các em ơi. Có khi đến cả nghìn cái hộp bút rồi đấy. Chị này có thể ngớ ngẩn. Tại vì á, chị lúc mà chị đặt hàng á thì chị hay lơ tơ mơ đó. Đấy, trong clip trước ấy, trong clip khui hàng lần trước thì chúng ta đã có đâu đấy là 6 cái thùng. Khoảng 300 cái như thế này. 6 cái thùng như thế này là chỉ có hộp đựng bút. Đó. Quá trời luôn. Đấy, anh đã nói rồi, mới đầu tính kinh doanh nhỏ nhưng bây giờ thành nhà bán hàng lớn rồi. Nhà bán hàng lớn mà bán một mặt hàng duy nhất. Cái này là cái gì đây nhỉ? Wow. Ở đây có những cái gọt bút chì rất là xinh luôn này các em. Cuối cùng đã tìm ra được một mặt hàng khác nữa. Đó. Nhưng mà có gọt được không vậy? Gọt được chứ sao không gọt được. Lát nữa thì chúng ta hãy cùng thử cầm một cái ngẫu nhiên để thử. Ôi cái này đẹp thế. Cái này cũng đẹp này anh Tiểu Thúi. Cái này không chỉ là gọt bút chì đâu mà chúng ta có thể móc vào đây làm móc khóa được luôn đó anh Tiểu Thúi này, thấy không? À cũng hay đấy. Nó cũng an toàn đấy mà. Nó không có gì gọi là mà nó còn mềm mềm nữa. Rất là êm. Chúng ta có thể sử dụng làm móc khóa. Đi học thì có thể lấy cái móc khóa đó ra làm gọt bút chì, cũng có thể cho vào trong cặp để treo luôn. Rất là tiện lợi. Một công đôi ba việc đúng không? Chị chắc chắn cái này không phải là đồ đựng bút nữa rồi. Cũng là hộp, nhưng mà đây là cũng là hộp đựng bút thôi. Nhưng mà cái này khác, cái này là một set dụng cụ để chúng ta không phải chỉ là hộp đựng bút mà chúng ta còn có thể chơi đồ chơi ở đây nữa. Chơi đồ chơi luôn. Đúng rồi, bên trong đây đó. Hiểu rồi, cái này cũng là cái hộp đựng đồ đa năng. Xong rồi, ở cái này thì chúng ta còn có thể gọi là trang trí xong tự tạo móc khóa luôn đó, anh Tiểu Thúi. Em nè, có những cái móc khóa riêng để chị sẽ lấy cho các em xem thử một mẫu nha. Đó, trong một set này thì có cực kỳ nhiều đồ người ta chuẩn bị sẵn, đặc biệt là những cái sticker như thế này này, các em thấy không? Sticker này để dán vào cái hộp này luôn hả? Không, để dán vào những cái tấm như thế này này anh Tiểu Thúi. Thực ra đây là set để chúng ta có thể tự tạo quà vào ngày sinh nhật hay là những cái ngày này ngày kia thì chúng ta có thể tự tạo quà để tặng sinh nhật cho bạn. Dán vào tấm nào? Đây, tấm này này. Đây, đó. Rồi mình sẽ làm sao? Sau đó mình sẽ lấy cái dây này mình móc lên để tạo thành những cái móc khóa riêng đó.
Còn cái này thì nó có công dụng là gì? Để nó để đựng những cái hộp này của mình nè, sau đó mình cũng có thể đựng đồ trang điểm luôn. Xách đi như thế này rất là tiện lợi. Đâu anh xem độ chắc chắn của nó nè. Chắc chắn lắm. Ok đấy. Đó, mở ra bên trong nó lại đây. Còn có nhiều tầng nữa, thật là rất là thông minh đúng không nè. À, nếu như mà các em không để đựng những cái này thì các em cũng có thể để đựng những cái đồ dụng cụ học tập của các em bên trong đây, như là bút, thước này, và đặt trên bàn học rất là gọn gàng. Ngoài ra thì người ta còn cho mình thêm những cái charm như thế này để mình có thể gắn vào những cái móc chìa khóa như thế này để đem đi tặng bạn bè. Một cái này thì được tặng được rất là nhiều người luôn đó anh Tiểu Thúy. Anh Tiểu Thúy nhìn này. Cái thùng này thì anh dự đoán là chắc cũng sẽ có những cái hộp, sẽ có hộp y chang thôi. Hoặc là hộp khác nữa, tại vì mẫu đồ chơi như thế này thì sẽ có nhiều loại lắm luôn đó anh Tiểu Thúy. Wow, không phải. À, không, hộp khác này. Những cái hộp bị móc méo như thế này là chị sẽ không thể nào sử dụng được. Nếu mà bạn nào mua nhiều hàng thì sẽ được tặng thôi. Thế là lỗ à? Đúng rồi, lỗ đấy. Trời, lỗ mất tiêu rồi. Nhìn vào là thấy lỗ rồi, thấy đau lòng quá. Chưa bán mà đã chưa thấy lỗ. Chưa bán mà đã thấy lỗ rồi đó. Mặc dù là người ta cũng đã cho hộp xốp rồi, bọc gói các thứ, nhưng mà chắc là do cái quá trình vận chuyển nó xa. Cũng may là hình như chỉ có một cái bị... cái này cũng bị bể rồi. Đây này, các em có thể thấy nó đựng ở trong những cái set như thế này rất là đáng yêu. Cái này thì có tác dụng gì chị Thơ? Cái này là keo đó anh Tiểu Thúy. Keo để dán, để chơi cái bộ đồ chơi này này. À vậy hả? Cái bộ này cũng cầu kỳ thế cơ. À hay là mình lấy cái hộp mà đã bị móc ra rồi mình chơi thử đấy nha. Bên trong đây thì nó giống như cái kia, nó cũng có những cái sticker này. Và mình sẽ dùng những cái keo này. Tuy là cái bộ này rẻ tiền này, đơn giản này, nhưng mà nó lại... được có rất là nhiều thứ, nào là có cả cái tóc nữa này anh Tiểu Thúy. À, bên trong là như kiểu một kho báu ấy đúng không? Cái này á là để người ta dán cái sticker lên, dán những cái này lên cái cột kẹp tóc để tự làm kẹp tóc cho mình luôn đấy. Vậy cơ? Dạ. Cái này thì anh không thích lắm đâu. Sao anh không thích? Tại vì anh có kẹp tóc bao giờ đâu. Em thấy anh vẫn kẹp tóc nha, làm sao anh lấy kẹp tóc của em anh tự kẹp như này nha. Kẹp lên để rửa mặt thôi mà. Thôi, cũng là lấy kẹp tóc của em rồi. Đó, các em thấy nó có những cái set kem như thế này. Cái này là cái được tặng kèm thôi, để chúng ta có thể dùng nó dán lên cái kẹp tóc. Ồ, giống nhau mà. Dạ. À, nếu mà mình xài hết cái tuýp kia thì mình sẽ được... Mình sẽ được xài cái này nữa. À, đúng rồi. Đó, cũng có rất là nhiều thứ tương tự như vậy. Ở đây thì còn có những cái viên như thế này. Ủa, cái này giống kiểu như là mấy viên hạt nở ấy. Không phải hạt nở đâu, cái đó cũng là để trang trí cho mấy cái này luôn anh Tiểu Thúy. Còn mình sẽ lấy cái đồ gấp này nè, để mình gấp lên rồi mình trang trí ở đây. Thế thôi sao? Thế thôi gì, cái bộ này rất là đáng yêu luôn. Chị là chị cực thích những bộ như thế này, cho nên là chị mới đặt về. Ngoài ra thì người ta còn tặng kèm cho mình cái này, khi mà mình gắn vào chỗ này. Đó. Sau đó mình sẽ tạo ra được những cái móc khóa riêng. Mình cột dây được vào đây và mình treo lên cái này. Cái này không chỉ có treo được những cái móc khóa này, mà còn có thể treo được cả bông tai đồ nữa đó anh Tiểu Thúy. Thì nó có tác dụng gì? Gọi là để cho đỡ lộn xộn. Treo lên trang trí. Như kiểu đây là một cái giá để móc đồ ấy, đúng không? Đúng rồi, giá để móc được mỗi cái cây này này, mỗi cái cành cây này thì sẽ móc được một thứ. Rất là tiện lợi, đặt rất là gọn gàng, không có sợ mất nữa. Và mỗi lần tìm kiếm thì thấy ngay. Ừ, cũng hợp lý đấy. Anh Tiểu Thúy có lấy một cái không để đựng bông tai? Có. Trong một set này thì có quá trời đồ luôn á. Đúng rồi, mặc dù cái set này bé nhưng mà lại được nhiều đồ. Chị nghĩ rằng so với cái set to kia thì nó cũng nhiều không kém đâu. Ở đây thì chúng ta còn được trang bị thêm hai cái hộp keo như thế này. Hai hộp keo là quá đủ rồi, sao mà người ta lại còn tặng thêm nhiều thế nhỉ? Có thể là người ta sợ mình là chơi nhiều rồi thiếu. Đây, còn có một cái đầu nhọn nhọn này để chúng ta bắn keo cho tiện nữa này. Đây là một cái kẹp tóc, nó chưa được đẹp cho lắm nên là chị sẽ trang trí cho nó đẹp hơn. Như kiểu là làm bánh kem ấy nhỉ? Đúng thế. Hơi không đều một tí xíu đúng không anh Tiểu Thúy? Không phải không đều một tí xíu đâu mà. Rất nhiều xíu á. Chị Thơ làm xấu quá. Xấu thì mà xấu. Em thấy xinh như này, bây giờ em chỉ cần lấy cái giấy em lau cái keo bên ngoài bớt đi là được mà. Bạn nào bị bôi lem như thế chị thì có thể lấy cái tăm bông để xử lý. Rất là đơn giản thôi. Hoặc các em có thể chùi đi và làm lại từ đầu luôn. Lần này chị đã rút ra được một bài học, là chị sẽ xịt thẳng vào cái trang này luôn.
Nhưng mà cái kem này thì chỉ có thể để dán thôi nhá, không ăn được đâu nhá các em nhá. Nhìn thì đẹp thế nhưng mà không ăn được. Wow, xinh quá đúng không anh Tiểu Thúy? Cái móc khóa này thì chị cũng không biết trang trí như thế nào. Thôi thì chị sẽ làm đại. Đối với những bạn nào mà khéo tay á, chị tin rằng các bạn ấy sẽ làm rất là đẹp. Chị sẽ trang trí cái móc khóa này giống như kiểu là một cái bánh kem vậy. Wow, một cái móc khóa rất xấu. Nhưng mà thôi kệ, không có con mắt nghệ thuật thì cũng đành phải chấp nhận một sản phẩm xấu như thế này thôi. Cái này đơn giản mà đẹp lên này anh Tiểu Thúy. Công nhận là làm càng ít thì càng đẹp. Anh đừng nói thêm câu là không làm đẹp hơn gì. Sticker này thì cũng có thể dùng để trang trí được này các em. Mà người ta cho nhiều lắm luôn á. Wow, dán lên cặp sách rồi mọi thứ. Nói chung là chỗ nào thích dán thì cũng có thể dán được. Chị sẽ thử dán một em này lên. Đó, người ta cho thêm cái nhíp này là để gấp những cái sticker đó anh Tiểu Thúy. Những cái sticker nhỏ này mà dùng tay xé rất là khó, nên là phải dùng những cái nhíp. Chúng ta có thể tự thiết kế những cái món đồ riêng, móc khóa riêng để tặng cho bạn bè, người thân của chúng ta, những người mà chúng ta yêu thương ấy. Wow, và như vậy rất là đơn giản, chị đã tự làm được một cái móc khóa treo cặp này, treo hộp bút. Thậm chí còn treo cả móc áo được luôn đó. Có nghĩa là những cái khóa áo này chúng ta cài vào như thế này sẽ trở nên xinh xắn hơn, đáng yêu hơn rất là nhiều. Các bạn nào mà muốn mang đi tặng á thì chúng ta sẽ cho nó vào trong cái bịch này, rồi dán mép nó vạ lại, dán thêm tem niêm phong vào. Wow, xinh ơi là xinh rồi nè. Khá là dễ thương đúng không em? Ở đây thì chị còn rất là nhiều, còn có thể trang trí được nhiều kẹp tóc và nhiều móc khóa nữa cơ. Bộ đồ chơi này thì chị cũng có bán, các em có thể bấm vào đường link ở bên dưới video này để mua hàng nhé. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích đồ này, hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lần sau. Để mua hàng ở shop của chị Thơ thì rất đơn giản, có hai cách. Cách 1 là các em hãy vào Facebook tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Family Shop và bấm vào trang có hơn 300.000 người theo dõi này này. Ở đây thì có những cái bài đăng cập nhật các mặt hàng rất là chi tiết, chỉ cần nhắn tin cho shop thì các chị nhân viên sẽ hỗ trợ các em đặt hàng một cách dễ dàng. Còn bạn nào mà muốn nhanh chóng hơn thì có cách 2 đây. Chỉ cần vào Shopee tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Shop là dễ dàng tìm thấy rồi. Sau đấy thì chỉ cần bấm vào shop và xem các sản phẩm, ưng cái nào thì chọn mua cái đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Giá ở đây thì cũng hiển thị công khai nhé, nên là nếu mà được nhiều bạn ủng hộ thì chị Thơ sẽ nhập về đa dạng hơn các mặt hàng để bán phục vụ các em. Nên là các em hãy ủng hộ chị Thơ đi, mỗi người một tay thôi để giúp giải cứu chị Thơ nhá.